Mẫu xe điện VinFast VF9 nhận nhiều ưu đãi tương đương 50% lệ phí trước bạ. Số tiền cụ thể được tính theo từng phiên bản và địa phương lăn bánh. Chương trình ưu đãi của dòng xe VinFast áp dụng cho toàn bộ các phiên bản của VF9, không phân biệt hình thức thuê pin hay là mua pin. Thời gian từ 20 tháng 8 đến 30 tháng 11. Ưu đãi này có hỗ trợ tương đương 50% lệ phí trước bạ được hãng trừ trực tiếp vào giá bán. Người dùng nhận thêm được quà tặng của tùy dòng xe. Đại diện hãng cho biết với mức ưu đãi cụ thể, tùy thuộc vào từng phiên bản, hình thức thuê pin hoặc mua pin tại địa phương nơi chủ xe lăn bánh tương đương 50% lệ phí trước bạ. Mức ưu đãi có thể lần lượt lên tới là 582 triệu. Ngoài những ưu đãi kể trên, người dùng mua xe điện VinFast được áp dụng các chương trình ưu đãi hiện hành của hãng như là sạc miễn phí tại các trạm sạc của VinFast, gửi xe miễn phí tại tập đoàn Vingroup. Xe VinFast VF9 hiện tại có hai hình thức là mua xe kèm pin và thuê pin. Với hình thức thuê pin thì anh chị và các bạn cần trả phí hàng tháng như là dưới 1.500 km là 4.200.000 đồng trên tháng và trên 1.500 km đến 3.000 km đó là 6 triệu đồng trên tháng. Trên 3.000 km là 8 triệu 400.000 đồng trên tháng. Hiện tại các dòng xe của VinFast vẫn được hưởng mức lệ phí trước bạ là 0% theo chính sách chung dành cho xe điện của chính phủ. Với mức giá cụ thể của từng phiên bản VinFast VF9 mới nhất, anh chị và các bạn có thể tham khảo ngay sau đây. Đầu tiên thì em sẽ đi cập nhật cho anh chị và các bạn phiên bản VinFast VF9 Eco thuê pin với giá niêm yết là 1 tỷ 589 triệu, giảm giá là 537 triệu, giá bán trong tháng 9 là 1 tỷ 052 triệu, chi phí lăn bánh ở thành phố là 1 tỷ 077 triệu, ở tỉnh là 1 tỷ 057 triệu. Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị số tiền để có thể nhận xe ở thành phố là 235 triệu. Ở tỉnh là 215 triệu. Với gói vay trả góp tối đa tương đương là 80%, số tiền vay là 842 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 14 triệu 380 nghìn. Gốc chia đều hàng tháng là 8 triệu 770 nghìn. Lãi là 5 triệu 610 nghìn. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. Cùng đi tới phiên bản VinFast VF9 Eco mua pin. Với giá niêm yết là 2 tỷ 114 triệu. Xe có ưu đãi giảm giá là 568 triệu. Giá bán trong tháng 9 là 1 tỷ 546 triệu. Chi phí lăn bánh tại thành phố là 1 tỷ 571 triệu. Ở tỉnh là 1 tỷ 551 triệu. Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị số tiền để có thể nhận xe như sau. Ở thành phố là 334 triệu. Ở tỉnh là 314 triệu. Với gói vay trả góp tối đa số tiền vay là 1 tỷ 237 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 21 triệu 130 nghìn. Gốc chia đều hàng tháng là 12 triệu 880 nghìn. Lãi là 8 triệu 250 nghìn. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. VinFast VF9 Plus thuê pin. Với giá niêm yết là 1 tỷ 786 triệu. Giảm giá tháng 9 là 551 triệu. Giá bán là 1 tỷ 235 triệu. Chi phí lăn bánh tại thành phố là 1 tỷ 260 triệu. Ở tỉnh là 1 tỷ 240 triệu. Với những anh chị và các bạn đã có nhu cầu mua trả góp cần chuẩn bị số tiền nhận xe ở thành phố là 272 triệu. Ở tỉnh là 252 triệu. Với gói vay trả góp tối đa số tiền vay là 988 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 16 triệu 880 nghìn. Gốc chia đều hàng tháng là 10 triệu 290 nghìn. Lãi là 6 triệu 590 nghìn. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. VinFast VF9 Plus mua pin với giá niêm yết là 2 tỷ 314 triệu. Giảm giá tháng 9 là 582 triệu. Giá bán còn là 1 tỷ 732 triệu. Chi phí lăn bánh ở thành phố là 1 tỷ 757 triệu. Tỉnh là 1 tỷ 737 triệu.
Với những anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua trả góp ở các khu vực như thành phố, chuẩn bị là 371 triệu. Ở tỉnh là 351 triệu. Với gói vay trả góp tới đa số tiền vay là 1 tỷ 386 triệu. Tổng gốc và lãi tháng đầu là 23 triệu 670 nghìn. Gốc chia đều hàng tháng là 14 triệu 430 nghìn. Lãi là 9 triệu 240 nghìn. Các tháng tiếp theo dư nợ giảm dần. Anh chị và các bạn lưu ý giúp em, giá bán lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo. Giá chưa bao gồm khuyến mãi tại đại lý nếu có. Giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe. Anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp theo số hotline trên màn hình hoặc đại lý gần nhất để có thể nhận được các ưu đãi hỗ trợ tốt nhất tại thời điểm chính xác, thời điểm anh chị và các bạn đang có nhu cầu mua xe. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.